Đây là xưởng sản xuất cơ khí của anh Hà Văn An ở xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình. Nhìn anh An với thân hình rắn giỏi, đôi bàn tay thon thoát hàn xì, không ai có cảm giác anh là bệnh nhân đang điều trị methadone. Anh An cho biết, trước đây anh là con nghiện lâu năm, từng đi cai nghiện bắt buộc nhiều lần nhưng không thành công. Từ khi được điều trị bằng methadone, anh không còn nghĩ đến ma túy. Được sự giúp đỡ của chính quyền và số tiền của gia đình, anh đã đầu tư 500 triệu đồng mở xưởng cơ khí chuyên sản xuất các loại xe rùa, xe lôi. Hàng tháng trừ chi phí, gia đình thu lãi từ 100 triệu đồng trở lên, tạo việc làm cho 15 công nhân lao động tại địa phương. Giờ đây, anh An đã có một gia đình thật hạnh phúc. Tôi đây cũng nhận và đã uống methadone tại trung tâm thành phố Thái Bình. Mấy về đã làm cơ khí tại địa phương và mỗi năm thu nhập cho gia đình 100 triệu và tạo điều kiện cho 15 công nhân tại địa phương làm. Bây giờ tôi không tái nghiện lại nữa. Cách đây 20 năm, Nguyễn Hữu Dũng ở phường Tiền Phong là đối tượng nghiện ma túy nặng, đã từng ra tù vào tội vì tiền án ăn cắp, ăn trộm. Năm 2014, qua tuyên truyền, Dũng đã tìm đến trung tâm y tế thành phố, được các bác sĩ tư vấn cai nghiện bằng methadone. Giờ đây, Dũng không chỉ bỏ hẳn ma túy mà có việc làm ổn định, thu nhập cao và tạo việc làm cho 3 lao động. Trước kia là nói chung là tôi nghiện ma túy thì nói chung là nó rất là khổ. Cuộc sống nói chung là nó va vấp vào pháp luật một chuyện. Vì thực chất là đi làm nó không đủ mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ ngày nó có cái methadone đến giờ thì thứ nhất là cái đảm bảo về cái thời gian chúng tôi làm việc. Hai nữa là cái hạnh phúc gia đình nó có. Nên là cũng rất mong là cái chương trình methadone này giúp đỡ cho anh em chúng tôi. Methadone chính là giải pháp hữu hiệu để điều trị thay thế, giúp giảm sự lệ thuộc, tiến tới từ bỏ hẳn ma túy. Methadone là một chất dạng thuốc phiện tổng hợp, một loại ma túy hợp pháp dùng để thay thế các loại ma túy dạng thuốc phiện như heroin. Bệnh nhân điều trị methadone sẽ không còn bị ám ảnh vì thiếu thuốc, tinh thần ổn định, cải thiện sức khỏe. Tháng 10 năm 2012, Thái Bình triển khai thành lập và đi vào hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại trung tâm y tế thành phố. Hiện cơ sở có 10 cán bộ nhân viên, trong đó có 2 bác sĩ điều trị cho 300 bệnh nhân. Trong đó có 275 bệnh nhân đang điều trị duy trì ổn định. 25 bệnh nhân đang trong giai đoạn dò liều. Trước khi điều trị, 100% bệnh nhân sử dụng ma túy bất hợp pháp, lâu nhất là 33 năm, ít nhất là 3 năm. Sau khi được điều trị, tỷ lệ bệnh nhân sử dụng ma túy giảm nhanh. Cụ thể, sau 1 tháng còn 33,3%, sau 3 tháng còn 15,6%, sau 6 tháng còn 6% và sau 1 năm chỉ còn 3%. Trong quá trình điều trị, không có bệnh nhân tử vong, ngộ độc do methadone. Đến nay, không có thêm bệnh nhân mắc viêm gan B, viêm gan C, HIV, lao, v.v. Tỷ lệ phạm tội giảm từ 75% trước điều trị xuống còn 5,1% sau 1 tháng và sau 1 năm không còn bệnh nhân nào vi phạm. Theo các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố và các bác sĩ trực tiếp làm công tác điều trị, để cơ sở hoạt động hiệu quả, trước hết cần có sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ của các ngành đoàn thể. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính, thủ tục đăng ký uống methadone đã đơn giản hơn rất nhiều. Thực hiện Nghị định 96 CP 2012 của Thủ tướng Chính phủ thì thủ tục hành chính và xin vào điều trị methadone rất là đơn giản. Bệnh nhân chỉ cần photo một chứng minh thư nhân dân hoặc sổ hộ khẩu và nộp thêm 4 ảnh 4x6 và 10 ảnh 3x4. Và viết một cái đơn có gia đình, đại diện gia đình ký vào là được vào. Và trong từ khi nộp hồ sơ đến khi được khởi liều điều trị ấy thì chỉ rất là nhanh, chỉ trong vòng một tuần thôi là bệnh nhân đã được vào tham gia điều trị. Về chi phí trung bình cho một bệnh nhân sử dụng heroin trong ngày là 300.000 đồng, một tháng hết 9 triệu đồng.
và 108 triệu đồng một năm. Chi phí sau điều trị methadone, bệnh nhân chỉ mất 10.000 đồng một người một ngày. Việc triển khai cơ sở điều trị methadone tại thành phố đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong công tác phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, phục hồi nhân cách, khả năng học tập, làm việc, góp phần làm giảm tình trạng vi phạm pháp luật của người nghiện. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục tăng cường cái công tác truyền thông và cũng duy trì các cái thông tin với lại gia đình của bệnh nhân. Chúng tôi phải nâng cao cái chất lượng điều trị. Chúng tôi sẽ bổ sung thêm các cái trang thiết bị cũng như là cái nâng cấp cái cơ sở vật chất ở cơ sở methadone để nâng cao cái chất lượng phục vụ và nâng cao cái trình độ chuyên môn của cán bộ làm công tác ở dưới cơ sở methadone này. Và như thế là sẽ nâng cao cái sức khỏe ở cộng đồng và làm ổn định cái trật tự an ninh xã hội mà góp phần vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mặc dù việc điều trị methadone tại trung tâm y tế thành phố còn những hạn chế nhất định, nhưng được xem là một mũi tên trúng nhiều đích, hạn chế tình trạng lây nhiễm HIV, giúp người nghiện từ bỏ dần ma túy. Họ có cơ hội làm lại cuộc đời, mang lại hạnh phúc cho gia đình, giảm nguy cơ vi phạm pháp luật, góp phần ổn định trật tự, bình yên cho xã hội.